Thưa quý khán giả, sau một ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc với tinh thần dân chủ trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trên cơ sở thảo luận dân chủ, trách nhiệm, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 13 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu tư công, tài chính ngân sách, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường với tỷ lệ tán thành cao. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để triển khai các nghị quyết này đem lại kết quả cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện các nội dung, trong đó đặc biệt là nội dung về nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh giai đoạn 2030 và tầm nhìn đến 2050, hoàn thiện các thủ tục để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua quy hoạch của tỉnh. Vấn đề thứ hai là đối với các nghị quyết về triển khai các nhiệm vụ đầu tư công thì cũng phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để giải ngân vốn đầu tư đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn hiện nay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Và đối với các nghị quyết khác thì cũng khẩn trương ban hành các chỉ đạo hướng dẫn để tổ chức thực hiện đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết. Tại phiên bế mạc, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp và nội dung các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua, để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện.